Ê, thảy từ dưới đây thảy lên nhưng mà thả vô nha. Hồi nãy tôi thảy lên thì các bạn ngồi trước chứ. 3, 2, 1, go. Vàng quá. Nhiều lên Ngon. Thảy lên. Trời ơi. Thảy lên. Ngân nhảy dư luôn á. Đúng rồi. Ngân nhảy dư. Tay ra. Vậy không đúng chỗ thôi. Nhảy dư rồi. Cái trái bóng bự đây, trái bóng bự màu xanh kìa. Một lần thôi đó. Dạ. Khỏi luôn. Ủa sao được vậy? Ông phải chứ không được nha. Không, quay đây. Ra là giảm đi. Khoan đứng đây. Từ từ. Một, hai, ba. Nhúng chị nhúng lên cái em bé chị lên thôi. 1, 2. Ủa chị vậy thôi. Vậy thôi mấy đứa nhảy gì cho mệt đi mấy đứa. Mấy đứa chơi vậy nè. Nhảy gì cho mệt vậy. Lại. Em cho lại. Xin một cớ. Em quen một cái game ở dưới nữa. Thôi chứ dở nha. Em một cái game ở dưới nữa. Thôi chứ dở nha. Ôi. Không phải xúc sức cho đàn gái nữa mới chịu. Hồi nãy mà tính đội bên đây thắng thì ép cho đội bên đây quá. Đúng. Mà tính cho đội bên đây thắng thì coi như mình chơi dơ với bên đây quá. Đúng không? Không. Cũng đâu có dơ đâu. Thường có dơ đâu. Hồi nãy hai cái đầu là tụi em thắng thiệt mà. Còn cái cuối cùng á là tại vì cái này nó cao quá. Đàn ông thì lại nhưng mà đây là có thể lợi thế hơn. Phải tính tổng thể. Thì tụi em phối hợp với nhau nhưng... được mà. Tụi em phối hợp sao đâu. Tụi em chấp nhận thắng được mà. Ở bên kia người ta có đồng đội người ta đỡ. Còn chơi em không cô thế cô anh hiểu không? Chỉ có ba phụ nữ không? Thân cô thế cô. Nhưng mà không có ai có sức khỏe như hai. Cô tiên à. Bây giờ cho chơi không cần sức khỏe nè. Đây, mỗi đội cử ra hai người. Người cầm nón, người cầm bóng. Đó, trò chơi này không cần phải sức khỏe gì cả. Đó, khi nào lọt bóng vô thì thắng. Hứng vô. Đó, hứng vô thắng. Thắng nè. Đó. Dễ chưa? Một cái một. Ai mà dụ như là 1/10 mà người ta 1/8 là 1/8 thắng. Rồi, mỗi người được 10 trái, mỗi đội được 10 trái. Rồi, vô. Rồi, vô. Bốn trái.
Rồi, năm mình. Vô một. Năm vô một. Chị chọn đi. Còn bên này một vô đi. Năm. Đúng rồi. Mạnh thôi, cứ cần mạnh là càng tốt. Trời. Trời. Trời ơi. Một. 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 Xin tử khoan, từ từ em phải chậm chị mới bắt được. Em vô chị luôn nè nha. Năm rồi, 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 năm rồi. Tôi năm vô một, bạn năm chưa vô, bạn thua rồi bạn. Em chào thử chị tiên, thử tiên. Mạnh lại lên. Đó. Đó. Hai vô một. Thấy không? Tâm phục có phục chưa? Chưa. Cho xin chơi một trò nữa thôi.